Quyển 60, thứ 3 có tầm có tứ địa, thứ 4 không tầm chỉ có tứ địa, thứ 5 không tầm không tứ địa. Phần 3. Lại nữa, do năm nhân duyên khiến sát sanh thành nặng, những gì là năm? 1. Do ý vui, 2. Do phương tiện, 3. Do không sửa trị, 4. Do tà chấp, 5. Do sự việc. Hoặc do ý vui tham dục mạnh mẽ mà làm, hoặc do ý vui sân khỏe mạnh mẽ mà làm, hoặc do ý vui ngủ xì mạnh mẽ mà làm thì gọi là sát sanh nặng. Trái với tướng trên gọi là sát sanh nhẹ, hoặc nghĩ rằng ta nên sẽ làm, đang làm, đã làm, tâm niệm nhảy nhót, tâm sanh sung sướng, hoặc tự mình làm, hoặc khuyến khích người làm, hoặc khen ngợi tán thán kích lệ kia làm, thấy người đồng pháp ý liền thỏa mãn vui mừng. Trường thoại nghĩ lường, trường thoại tích chứa, tâm oán hận rồi mới gây tạo, gây tạo không gián đoạn, gây tạo mạnh mẽ và cùng một lúc chặt giết nhiều loại, hoặc do nhân duyên phát nghiệp kiên cố mà hành sát hại, hoặc khiến hãi sợ không còn chỗ nương mới hành sát hại, hoặc đối với người khổ không nơi nương tựa bần cùng buồn bã sầu thảm mà hành sát hại. Tất cả như vậy là do phương tiện khiến sát sanh thành nặng, hoặc chỉ hành sát giết chẳng kể ngày ngày, cho đến rất ít phần của ngày chỉ một học xứ, hoặc cũng chẳng năng 8 ngày trong một tháng, nửa tháng, ngày 14 ngày rằng mà thọ trì trai giới, hoặc cũng chẳng thể ở mỗi thời gian hành huệ thí, làm phước, thiết lễ hành nghiệp chắp tay, cung kính lễ bái, lại cũng không có lúc phát khởi tàm quý tăng thượng, ăn năn những việc làm ác, lại không chứng đắc ly dục thế gian, cũng chẳng chứng đắc chân pháp hiện quán. Tất cả như vậy là do không sửa trị khiến sát sanh thành nặng. Hoặc các sa môn, các bà la môn theo đuổi tế tự tà ác, dẫn đến chất cho việc hành sát giết đây là chánh pháp, do tà chấp đây gọi là sát sanh nặng. Tâm nghĩ như vậy: giết dê không tội, bởi dê kia là vật nuôi mạng sống do thế chủ hóa ra. Các kẻ nương tà kiến mà hành sát hại như vậy, vì đều là tà chấp, nên gọi là sát sanh nặng. Hoặc sát hại chúng sanh có thân lớn, đây do sự việc gọi là sát sanh nặng. Hoặc sát hại người, hoặc tướng người, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc những bậc đáng tôn trọng khác. Hoặc sát hại những người quy y, hoặc các hữu học, hoặc các độc giác, bậc A-la-hán, trừ Bồ-Tát, hoặc đối với Như Lai, tác ý sát hại, ác tâm làm chảy máu, nhưng tánh Như Lai lẽ không thể sát hại. Tất cả như vậy do sự việc nên gọi là sát sanh nặng. Trái với tướng nhân duyên đã thuyết ở trên mà sát sanh gọi là sát sanh nhẹ. Lại nữa, này sẽ thuyết chẳng trò mà lấy, do sự việc nên có nặng nhẹ sai khác, tùy chỗ thích hợp nên biết như sát. Hoặc trộm cướp nhiều gọi là không cho mà lấy nặng, như vậy cho đến hoặc trộm cướp đồ tốt đẹp, trộm cướp vật gửi gắm, trộm cướp của kẻ nghèo cùng, trộm cướp của Phật, của Pháp, của chúng xuất gia, hoặc trộm cướp của chúng hữu học, trộm cướp của A-la-hán, trộm cướp của các độc giác, trộm cướp của Tăng, hoặc trộm cướp sở hữu tài vật ở chỗ tháp, chỗ thờ Phật, linh miếu, hoặc vào thôn xóm mà hành trộm cướp. Tất cả như vậy do sự việc gọi là chẳng trò mà lấy nặng. Lại nữa, hành hạnh không được phép đối với mẹ, chị, thê thiếp của người gửi gắm, hoặc người trụ cấm giới, hoặc bí xô, hoặc cần sách nữ, hoặc chánh học. Tất cả như vậy là do sự việc gọi là hành tà dục nặng. Trong đây, hành chẳng phải chi đó là ở mặt, do việc đây nên gọi là hành tà dục nặng. Hành chẳng phải lúc là lúc thọ trai giới, hoặc lúc thai đã già, hoặc lúc có trọng bệnh, do việc đây nên gọi là hành tà dục nặng. Hành chẳng phải chỗ là hoặc chỗ thờ Phật, hoặc chùa chiền, do việc đây gọi là hành tà dục nặng. Lại nữa, hoặc vì lừa dối để lấy nhiều tài bảo của người, hoặc lành tốt, hoặc đẹp rượu mà nói vọng ngữ, do việc đây gọi là vọng ngữ nặng. Đối với những chỗ ủy tín, hoặc cha hoặc mẹ nói rộng cho đến chỗ Phật mà nói vọng ngữ, do việc đây gọi là vọng ngữ nặng. Hoặc vọng ngữ khiến người sát sanh tổn hao mất mát tài vật cùng với thề thiếp, các việc đây nếu được làm xong trọn vẹn thì kết thành hoặc sát sanh cực nặng, hoặc chẳng cho mà lấy nặng, hoặc hành tà dục nặng, do sự việc trầm trọng đây mà gọi là vọng ngữ nặng. Trong các sự vọng ngữ năng phá hoại tăng là nặng nhất. Lại nữa, hoặc đối với người trưởng thành tích tập thân ái mà lại phá hoại, do việc trầm trọng đây gọi là đòi ly gián nặng. Hoặc phá hoại người khiến lìa bạn lành, cha mẹ, nam nữ mà dùng lời ly gián để phá hòa hợp tăng, hoặc dùng lời ly gián đang dẫn đến việc sát sanh, chẳng trò mà lấy hành tà dục nên biết như đạo lý đã thuyết ở trước. Tất cả như vậy là do sự việc trầm trọng gọi là lời ly gián nặng. Lại nữa, hoặc đối với cha mẹ sư trưởng mà phát lời thô ác,
do sự việc trầm trọng đây gọi là lời thô ác nặng, hoặc đem điều chẳng thật, chẳng chân vọng ngữ mà hiện tiền hủy mắng của trách người, do sự việc trầm trọng đây gọi là lời thô ác nặng. Lại nữa, phàm các lời nói thêu dệt đều đi theo lời nói vọng ngữ, nên hết thảy tội nặng nhẹ của ỷ ngữ đây đều như vọng ngữ mà viết. Hoặc nương các việc đấu tranh kiện tụng cãi vã mà khởi ỷ ngữ cũng gọi là nặng, hoặc dùng tâm nhiễm ô ở nơi các điển tích năng dẫn vô nghĩa của ngoại đạo mà lại đọc tụng khen tặng rộng vì người nói, do việc đây gọi là ỷ ngữ nặng. Hoặc đối với cha mẹ quyến thuộc sư trưởng mà lộng ngôn trêu ghẹo cười cợt, hiện nói lời không hợp đạo lý, do sự việc đây gọi là ỷ ngữ nặng. Lại nữa, hoặc sở hữu tài bảo thuộc chùa chiền nơi thờ Phật tháp Phật mà sanh lòng tham muốn, do sự việc đây gọi là tham dục nặng. Hoặc ở nơi đức của mình mà khởi tăng thượng mạng, tự cho là bậc trí giả, cho đến đối với quốc vương đại thần quý tộc, các bậc sư trưởng và các đồng phạm hạnh thông tuệ, lại khởi muốn tăng thượng, tham cầu lợi dưỡng gọi là tham dục nặng. Lại nữa, đối với cha mẹ quyến thuộc sư trưởng mà khởi tầm tổn hại, do việc đây nên gọi là sân khỏe nặng. Lại đối với kẻ nghèo khổ bần cùng cô độc đáng thương mà khởi tầm tổn hại, do sự việc đây gọi là sân khỏe nặng. Lại đối với người thành tâm đến quay đầu và người có ân mà lại khởi tầm tổn hại, do sự việc đây gọi là sân khỏe nặng. Lại nữa, hoặc có kẻ ở trong tất cả tà kiến mà lại năng phỉ báng tất cả tà kiến khác, kẻ đây vì phỉ báng tất cả môn chuyển cho nên gọi là tà kiến nặng. Hoặc có sở kiến cho rằng thế gian không có chân thật A-la-hán, chánh trí, chánh hạnh, cho đến nói rộng tà kiến đây do sự việc nên gọi là tà kiến nặng. Như vậy thì chỗ thích hợp trái với các tướng của tất cả sự việc đã nói ở trên đều gọi là nhẹ. Lại nữa, sát sanh khiến dẫn phát các nghiệp bất thiện, hoặc có gây tạo mà không tăng trưởng, hoặc có tăng trưởng mà không gây tạo, hoặc cũng có gây tạo cũng tăng trưởng, hoặc không gây tạo cũng không tăng trưởng. Câu thứ nhất, không có nhận thức phân biệt đó là việc làm của trẻ con hoặc việc làm của người trong mộng, hoặc không suy nghĩ mà làm, hoặc mình không muốn mà bị người bức bách khiến làm. Hoặc nếu có tạm thời làm, tức thời khởi tâm hối hận mạnh mẽ và tâm nhàm chán hoạn hoạn, tâm chân thành tự trách xa lìa, chân tránh thọ luật nghi khiến kiềm mỏng nhẹ, không đại quả báo, liền phát khởi đạo ly dục thế gian, khiến chủng tử kia bị tổn hại, kế lại khởi đạo xuất thế vĩnh viễn đoạn trừ chủng tử kia. Câu thứ hai, như có người vì tổn hại sanh mạng, nên trong đêm dài luôn suy nghĩ việc kia, do nhân duyên đây, kia theo đuổi, tăng trưởng sát sanh dẫn đến phép ác bất thiện nhưng chưa năng gây tạo nghiệp sát sanh. Câu thứ ba, ngoại trừ những tướng thuộc phần có gây tạo mà không tăng trưởng và tăng trưởng mà không gây tạo đã nói, tất cả tướng nghiệp sát sanh còn lại. Câu thứ tư, trừ các tướng đã thuyết trên, các tướng còn lại như vậy chẳng cho mà lấy, cho đến ỷ ngữ còn lại tùy chỗ thích hợp nên biết như sát sanh. Ở trong tham dục sân khỏe tà kiến thì không có câu thứ hai, ở câu đầu thì không có chẳng nghĩ mà gây tạo và bị người bức bách khiến làm còn lại như trước đã thuyết. Lại nữa, nếu gần gũi luôn tích tập nhiều gây tạo việc sát sanh sẽ sanh trong địa ngục, đây gọi là quả dị thục của sát sanh. Nếu từ kia chết đi đến sanh đồng phận trong chúng nhân gian thì thọ lượng ngắn ngủi, đây gọi là quả đẳng lưu của sát sanh. Ở khí thế gian bên ngoài, thức ăn uống trái cây đều ít thành ngọt, thế lực dị thục và uy đức thảy đều mỏng kém tan biến thất thường, tật bệnh sành trưởng. Do nhân duyên đây, vô lượng hữu tình chưa hết thọ mạng không đúng thời mà chết yểu, đây gọi là quả tăng thượng của sát sanh. Ngoài ra các nghiệp đạo còn lại có hai quả đẳng lưu và dị thục sai biệt như trong kinh đã thuyết, này ta sẽ thuyết quả tăng thượng. Hoặc khí thế gian có các quả ít ngon ngọt, quả không tăng trưởng, quả nhiều thối hoại, quả không chân thật, không nhẵn bóng, quả nhiều khô héo hoặc hoàn toàn không có quả. Tất cả như vậy gọi là quả chẳng cho mà lấy tăng thượng. Hoặc khí thế gian nơi có nhiều thứ dơ bẩn, phận uế bất tịnh, nơi sanh nhiều vật bất tịnh, hôi thối bức bách, phàm có các sở hữu đều không đáng vui thích, tất cả như vậy là quả hành tà dục tăng thượng. Hoặc khí thế gian nơi có các sự nghiệp thế tục như làm nông đi thuyền, không thể phát triển lợi tức, thiếu ít tiện nghi, gặp nhiều nhân duyên khiến kinh hãi, nhiều việc không thuận hòa, tất cả như vậy là quả vọng ngữ tăng thượng. Hoặc khí thế gian nơi có đất địa gò nồng, lở bồi hiểm trở khó đi, có nhiều nhân duyên gây kinh hãi khiếp sợ, tất cả như vậy là quả lời ly gián tăng thượng.
Hoặc khi thế gian nơi đất địa có nhiều gốc cây, bụi cây có gai độc châm chích, cát đá khô cằn, không có độ ẩm, không có ao hồ sông suối cạn kiệt, ruộng đất nước mặn nứt nẻ, gò nồng hiểm trở, có nhiều nhân duyên gây kinh sợ. Tất cả như vậy là quả lời thô ác tăng thượng. Hoặc khi thế gian nơi có cây trồng không cho quả đúng mùa, quả chín phi thời, vườn rừng ao hồ có nhiều điều chẳng tốt lành, có nhiều nhân duyên gây kinh sợ. Tất cả như vậy là quả ỷ ngữ tăng thượng. Hoặc khi thế gian nơi tất cả sự việc hưng thạnh tốt đẹp đều bị suy tổn, năm tháng, nửa tháng, ngày đêm dần dần suy giảm, chỗ có các khí, các vị chỉ giảm dần không tăng thêm, tất cả như vậy gọi là quả tham dục tăng thượng. Hoặc khi thế gian nơi có nhiều các phiền não, tai họa quấy nhiễu, bệnh tật, oán địch, đe dọa, tạp lại cầm thú như sư tử, chó sói, rắn rít, bò cạp, mũi mỏng, loài nhiều chân, bóng lượng, rượt xoa, giặc cướp, tất cả như vậy gọi là quả sân khỏe tăng thượng. Hoặc khi thế gian nơi có hoa quả thơm ngon bậc nhất thảy đều ẩn mất, đối với các vật bất tịnh cho là thanh tịnh, đối với các việc khổ não cho là an vui, chẳng phải là nơi có thể yên sống, chẳng phải là nơi cứu hộ, chẳng phải là chỗ nương về, tất cả như vậy là quả tà kiến tăng thượng. Lại nữa, như Thế Tôn nói, sắc sanh có ba chủng, đó là sự sanh khởi của tham sân si cho đến tà kiến cũng lại như vậy. Nghĩa sai biệt của các chủng đây nên biết thế nào, hoặc sát hại chúng sanh có máu thịt, hoặc khởi tâm nghĩ sát hại kia, rồi sẽ cướp lấy tài vật, hoặc có người thuê, hoặc vì báo ân, hoặc bị bạn thấu nhiếp, hoặc cầu làm bạn, hoặc vì y phục thức ăn mạng sống, nên tuân lời chủ dạy mà hành sát hại. Hoặc cho là kẻ kia năng làm suy tổn, hoặc cho là kẻ kia năng làm chướng tài lợi mà hành sát hại. Như tài lợi thì suy tổn hủy chê, sừng khen giễu cợt khổ vui tùy chỗ thích hợp nên biết cũng vậy. Tất cả như vậy do tham khiến phát sanh, nghiệp đạo sát sanh. Lại nữa, hoặc cho là kẻ kia đối với mình vui làm vô nghĩa mà hành sát hại. Hoặc suy nghĩ kẻ kia đối với mình từng làm vô nghĩa, hoặc sợ kia đối với mình sẽ làm điều vô nghĩa, hoặc thấy kia đối với mình đang làm điều vô nghĩa mà hành sát hại. Nói rộng cho đến chín sự não đều như vậy mà biết. Tất cả gọi là sân khỏe khiến phát sanh nghiệp đạo sát sanh. Lại nữa, hoặc kế chấp cho là vì pháp mà hành sát hại, như nghĩ ta là bạn lành của các chúng sanh khác, kẻ kia nhân ta giết thì thần hoại mạng chung sẽ được sanh thiên. Sát hại như vậy từ si phát sanh. Hoặc tầm tác nghĩ như vậy vì tôn trưởng, vì pháp nên phải sát hại. Hoặc tầm tác nghĩ các kẻ phỉ báng phạm thiên thế chủ, mắng chửi pháp bà la môn phải bị sát hại. Tầm sát hại như vậy từ si phát sanh. Hoặc kế chấp cho việc gây tạo và tăng trưởng phát sanh không có quả dị thục. Hoặc lại vì người nói bài khuyến khích hành nghiệp sát sanh, kẻ kia được khích lệ nên theo đó làm các việc sát. Khi kia khích lệ người thành được tội sát, tức từ si phát sanh, hoặc có kẻ hư vọng kế chấp cho là đem cha mẹ thân thuộc ném vào trong lửa bỏ trên núi, nơi đồng hoang là pháp trần tránh. Tất cả như vậy gọi là do si khiến phát sanh nghiệp đạo sát sanh. Từ đạo lý do si phát sanh nghiệp đạo sát sanh các nghiệp khác về sau, cho đến tà kiến nên biết cũng vậy. Lại ở nơi tiền của vật thực của người mà trộm lấy gọi là chẳng trò mà lấy, để do tham dục mà phát sanh, hoặc được người thuê hành trộm cướp, hoặc vì mang ân nên bị hệ thuộc, hoặc cầu xin ân huệ về sau, hoặc vì y phục thức ăn mà vâng lệnh chủ, hoặc vì tiếng khen, hoặc vì vui thích mà hành trộm cướp. Tất cả nghiệp chẳng trò mà lấy như vậy đều từ tham khiến phát sanh. Hoặc tác, hoặc nghĩ, kẻ kia đối với những việc ta vui mà làm vô nghĩa, rộng thuyết cho đến chính sự não lực tăng thượng mà hành trộm cướp. Không hẳn vì tham đắm tài bảo của kia mà hành chẳng trò mà lấy, không hẳn mong cầu các tài vật khác mà hành chẳng trò mà lấy, đầy điều sơn khỏe mà phát sanh. Hoặc vì ghét người nên đốt tụ lạc nhà cửa tài vật của báu nên biết do sân khỏe mà sanh tội tương ứng với trộm cắp. Hoặc vì bị bức chế hoặc ghét kia nên sai người cướp đoạt phá hoại, khiến kia tàn mất tài bảo. Nếu khi người tuân lệnh làm như vậy, người ra lệnh mang tội chẳng cho mà lấy, đây gọi là từ sân khỏe khiến phát sanh tội chẳng cho mà lấy. Hoặc tầm tác nghĩ như này, vì bậc tôn trưởng nên hành trộm cướp là chánh pháp, đây gọi là si khiến phát sanh tội chẳng cho mà lấy. Hoặc tác tâm như vậy, nếu có người phỉ báng phạm thiền thế chủ, chửi mắng pháp bà la môn, phải nên đoạt lấy tài vật của kia, đây do si khiến phát sanh tội chẳng cho mà lấy. Hoặc tác tâm, vì tế tự, vì chi tế tự, vật dùng để tế tự nên trộm cướp, đây cũng do si khiến phát sanh tội chẳng cho mà lấy.
Lại nữa, hoặc thấy nghe việc hành tà hạnh, liền không như lý phân biệt, chấp giữ tướng ấy, cuốn theo sự trói buộc của tham dục truyền, mà hành phi pháp, gọi là tham phát sanh tội hành tà dục. Hoặc có người thuê liền âm thầm chấp nhận làm mai mối, do phương tiện đầy hành tà dục. Kia do tham dục khiến phát sanh tội hành tà dục, hoặc vì muốn nhiếp thọ bạn hữu trí thức, hoặc vì y phục vật thực mà phụ mệnh chủ, hoặc vì tồn tại nên truy cầu tiền của lúa thóc vàng bạc trân bảo mà hành tà hạnh. Tất cả như vậy gọi là do tham khiến phát sanh tội hành tà dục. Hoặc khởi nghĩ đây, kia đối với ta vui làm điều vô nghĩa, nói rộng cho đến lấy chính sự não hại, lấy làm chỗ nương mà hành tà hạnh. Kẻ kia trước không bị sự trói buộc của tham dục truyền, nhưng do đấu tranh lẫn nhau, vì báo oán nên khích lệ người hành tà hạnh. Đây gọi là do sân khiến phát sanh tội hành tà dục. Hoặc vì ghét kia mà đem thê thiếp của kia khiến người hủy nhục. Khi kẻ thọ lệnh hành hạnh tà dục, người ra lệnh đạt đến sân khỏe khiến sanh tội đồng như tội hành tà dục là điều nặng nhất. Tất cả tội hành tà dục như vậy gọi là do sân khiến phát sanh. Hoặc tâm tác nghĩ này, ra lệnh mẹ cha con cái làm việc tà hạnh. Nếu người không hành, đây có tội lớn. Nếu người hành, tức có được phước lớn. Phi pháp mà cho là pháp mà hành tà hạnh, đây gọi là do si khiến phát sanh tội hành tà dục. Lại nữa, hoặc vì lợi dưỡng mà nói vọng ngữ, hoặc vì sợ người tổn hại tài vật của mình, hoặc vì xưng khen, hoặc vì an ổn mà nói vọng ngữ. Tất cả như vậy gọi là từ tham khiến sanh nghiệp đạo vọng ngữ. Hoặc đường chín sự não hại mà nói vọng ngữ, gọi là từ sân khiến phát sanh nghiệp đạo vọng ngữ. Hoặc tác nghĩ đầy, hoặc vì các tôn trưởng, hoặc vì đầy đủ vật cho pháp cúng tế mà phải nói vọng ngữ. Vọng ngữ như vậy từ si phát sanh. Hoặc tác nghĩ đầy, có các sa môn hoặc bà la môn chống trái chư thiên, chống trái phạm thế chủ, chống trái bà la môn. Ta đối với kia vọng ngữ là sướng thuận theo chánh pháp. Vọng ngữ như vậy gọi là do si khiến phát sanh nghiệp đạo vọng ngữ. Hoặc tác kế chấp, ở nơi các pháp chỉ là tưởng pháp, ở nơi tỷ nại ra chỉ là tưởng tỷ nại ra. Dùng tưởng che đậy mà vọng ngữ, nói là phá tăng không phải phi pháp. Vọng ngữ như vậy cũng từ si phát sanh. Như nghiệp đạo vọng ngữ thì hai nghiệp đạo nói lời ly gián và nói lời thô ác tùy chỗ thích hợp để biết cũng vậy. Lại nữa, hoặc vì vui đùa mà hành ỷ ngữ, hoặc vì muốn hiển mình thông huệ mà hành ỷ ngữ, hoặc vì tài lợi xưng khen an ổn mà hành ỷ ngữ. Đây gọi là do tham khiến phát sanh đạo ỷ ngữ, hoặc nương vào chính sự não hại mà nói ỷ ngữ, gọi là do sân khiến phát sanh nghiệp đạo ỷ ngữ. Hoặc ở trong ấy vì cầu chân thật, vì cầu bền chắc, vì cầu xuất ly, vì cầu pháp mà hành ỷ ngữ, gọi là do si khiến phát sanh nghiệp đạo ỷ ngữ. Lại nữa, hoặc đối với hữu tình kia không oán ghét, nhưng có được đầy đủ tiền của và vật dụng nuôi thân tăng thượng nên khởi tâm như vậy. Tất cả sở hữu của kia mong sao sẽ thuộc về ta. Đây từ tham ái mà sanh tham ái, gọi là do tham khiến phát sanh nghiệp đạo tham dục. Hoặc đối với tài bảo của người không chấp cho là tốt đẹp, chỉ nương chính việc não hại được tăng thượng khởi tâm như vậy. Tất cả sở hữu của kia đều sẽ thuộc về ta. Đây từ sân khỏe mà sanh tham ái, gọi là do sân khiến phát sanh nghiệp đạo tham dục. Hoặc ta kế chấp đây, nếu ai muốn cầu sanh vào cõi trời Lỗ Đạt La, trời Tỳ Sắc Nô, thích phạm thế chủ, các thế giới kỳ diệu, nhiều trụ tâm vào các cõi đó sẽ thu nhiều phước lớn. Đặc ý như vậy trụ tâm bền vững nơi ấy. Đây gọi là do si khiến phát sanh nghiệp đạo tham dục. Lại hoặc vì tài lợi xưng khen an thân mà khởi tâm tổn hại hữu tình khác, không phải mình đối với kia phát sanh tưởng oán ghét, chỉ do hữu tình kia đem lòng oán ghét đối với mình. Đây từ tham ái mà sanh sân khỏe, gọi là do tham khiến phát sanh nghiệp đạo sân khỏe, hoặc nương chính sự não lực tăng thượng. Từ tưởng oán đối mà khởi tâm tổn hại, gọi là do sân khiến phát sanh nghiệp đạo sân khỏe. Hoặc trụ pháp đầy và pháp ngoại đạo đối với kiến của sa môn bà la môn tăng thêm ganh ghét. Đối với kiến của người và kiến của sa môn bà la môn mà khởi tâm tổn hại, đây gọi là do si khiến phát sanh nghiệp đạo sân khỏe. Lại hoặc tác nghĩ như vậy, những kẻ đây phát khởi bác bỏ không khí cho đến nói rộng, kẻ kia ở nơi vua thu được cúng dường lớn và y phục. Vì suy nghĩ nghĩa đầy được tăng thượng mà khởi kiến như thế, đây gọi là do tham khiến phát sanh nghiệp đạo tà kiến. Hoặc ta nghĩ đây, có thí có thọ cho đến nói rộng, kẻ kế chấp như vậy thì làm tổn hại cho ta. Này ta không được đồng kiến với kẻ oán kia. Kia do giận ghét mà khởi kiến không thí không thọ cho đến nói rộng,
Đây gọi là do sân khiến phát sinh nghiệp đạo tà kiến, hoặc ở nơi pháp không như lý, tư duy quá sát thọ lượng, do phương tiện đây dẫn dắt tầm tứ khiến phát phải tà kiến. Đây gọi là do si khiến phát sinh nghiệp đạo tà kiến. Lại nữa, nghiệp đạo sát sanh dụng ba chủng là tham sân si làm phương tiện, do sân khiến đến dốt ráo. Nhưng nghiệp đạo sát sanh thì nghiệp đạo thổ ngữ sân khỏe cũng vậy, nghiệp đạo chẳng cho mà lấy dụng ba chủng làm phương tiện, do tham khiến đến dốt ráo. Như chẳng cho mà lấy thì nghiệp đạo tà hành tham dục cũng vậy, trừ tà kiến thì nghiệp đạo còn lại dụng cả ba chủng làm phương tiện, do cả ba chủng khiến đến dốt ráo. Nghiệp đạo tà kiến dụng ba chủng là phương tiện, do si khiến đến dốt ráo. Lại nữa, sáu nghiệp đạo sát sanh, tà hành, vọng ngữ, ly gián, thổ ngữ, sân khỏe thì hữu tình làm chỗ khởi. Nghiệp đạo chẳng trò mà lấy và nghiệp đạo tham dục thì tài bảo vật dụng làm chỗ khởi. Nghiệp đạo ỷ ngữ thì thân làm chỗ khởi. Nghiệp đạo tà kiến thì các hành làm chỗ khởi. Lại nữa, do ba nhân duyên khiến nghiệp đạo bất thiện thành tánh ác bất thiện cực đầy đủ. Những gì là ba? Một, do lỗi tự tánh. Hai, do lỗi nhân duyên. Ba, do lỗi ô nhiễm chồng chất. Trong đây sát sanh dẫn dắt suy nghĩ cho đến tà kiến dẫn dắt suy nghĩ tương ương kia. Như vậy, tất cả vì tánh nhiễm ô, vì tánh bất thiện nên gọi là do lỗi tự tánh mà thành ác. Nếu đấy tham dục sân khỏe ngu si chuyển mãnh lợi làm chỗ phát khởi. Được đây cũng gọi là do lỗi nhân duyên mà kia thành tánh ác rất nặng, thành bất thiện bậc thượng, năng dẫn quả không đáng yêu thích tăng thượng. Nếu đến rốt ráo, trước đây cũng gọi là do lỗi ô nhiễm chồng chất thành ác cực nặng, thành bất thiện bậc thượng, năng dẫn quả không đáng yêu thích tăng thượng. Vì cớ sao? Nếu dụng tâm nhiễm ô thì chỉ năng dẫn phát khổ không đáng yêu thích và không hân duyệt. Nhưng vì tâm của kẻ kia bị cuốn theo thế lực khổ, năng dẫn phát khổ do suy nghĩ, theo đó đạt đến tội rộng lớn, cho nên gọi là lỗi ô nhiễm chồng chất. Tuy kẻ kia chưa phát tướng tâm như vậy, những kẻ năng dẫn phát khổ ngã ấy sẽ đạt đến tội lớn. Nhưng pháp nhĩ của kia đã đạt đến đại tội. Việc kia thế nào? Ví như đá nam châm tự nó, tuy không tác ý mong cầu các vật khác hút vào mình, nhưng do pháp nhĩ của kia, khi vật gần nam châm, không cần được tác động mà tự hút vào. Đạo lý đây nên biết cũng vậy. Thí dụ như Ngọc Châu ban ngày nên biết cũng vậy, lại ở nơi các vật trên, một mình nó không có pháp kia. Chỉ vì uy lực của nó phát sanh, khiến các pháp kia đến nương cá lẫn nhau mà gọi là ô nhiễm chồng chất. Nên biết sự chuyển biến đây là do uy lực của kia khiến phát khởi, như uy thế nghiệp lực của bốn đại chủng dẫn phát sanh khởi chủng chủng tánh cứng chắc, tánh ẩm ướt, tánh ấm nóng, tánh chuyển động. Chẳng phải riêng đại chủng bên ngoài có chủng chủng các tánh như vậy, tức là do duyên thế lực nghiệp của đại chủng như vậy mà chuyển biến. Như duyên uy thế nghiệp lực chuyển biến như vậy thì duyên lực gia hạnh thần túc chuyển biến phải biết cũng vậy. Lại như ma vương mê hoặc tâm của bà Lê Dược Ca, các bà là môn trưởng giả khiến họ thay lòng bạo ác đối với Thế Tôn, chẳng phải nơi tâm họ có pháp ghét riêng gọi là mê hoặc. Chỉ do thế lực của ma vương vào các tâm kia khiến họ chuyển tâm cực bạo ác như thế, nên bếp đạo lý đây cũng vậy. Lại nữa, như trước đã thuyết về nghiệp gây tạo và tăng trưởng, họ trước đã thuyết do nằm nhân duyên khiến thành nghiệp cực nặng, gọi là nghiệp quyết định lãnh thọ. Trái với tướng đây gọi là nghiệp lãnh thọ bất định. Lại có bốn nghiệp: một, quyết định dị thục; hai, quyết định thời phần; ba, đầy đủ cả hai quyết định; bốn, không đầy đủ cả hai quyết định. Tuy nghiệp bất thiện của chư A La Hán hoặc do đời trước gây tạo hoặc do ở vị dị sanh gây tạo quyết định lãnh thọ, nhưng trải qua sự bước não của khổ rất nhẹ, gọi là quả báo đã chín muồi nếu đã chuyển y. Vì chủng tử quả báo đều đã vĩnh viễn hạ diệt nên tất cả đều không lãnh thọ. Vì cớ sao? Bởi chư Phật Thế Tôn nương vị trí chưa đắc giải thoát tương tục mà kiến lập nghiệp quyết định lãnh thọ. Hỏi, nếu cùng một lúc cũng dẫn dắt kia đến, cũng đoạt lấy chúng sanh, tức là đoạn mạng nó, đây nói là một nghiệp hay hai nghiệp? Đáp, phải nói là hai nghiệp vì chuyển quá nhanh. Ở nơi hai nghiệp đây do tăng thượng mạng mà cho là một, nếu cho là ta phải dẫn nó đến là suy nghĩ thứ nhất, và lúc đoạt lấy lại cho là ta phải đoạt mạng nó là suy nghĩ thứ hai. Nếu khi dẫn nó đến mà lại không đoạt mạng kia ư? Nếu khi đoạt mạng kia mà lúc ấy không dẫn kia đến ư? Vì chuyển quá nhanh nên sanh tăng thượng mạng cho là cùng một lúc, cho nên trong đây phân làm hai nghiệp.
Lại nữa, được do ba nhân duyên nên thành nghiệp lãnh thọ hiện pháp. Những gì là ba? Một, vì ruộng rộng lớn. Hai, vì tư duy rộng lớn. Ba, vì thanh tịnh tường tục. Do năm chủng tướng thành ruộng rộng lớn, một, từ nơi tất cả hữu tình phát khởi an trụ tăng thượng ý lạc, làm lợi ích an lạc bậc nhất, đó là từ đẳng trí. Hai, từ nơi tất cả hữu tình phát khởi an trụ tâm giúp đỡ bậc nhất, đó là vô chánh đẳng trì. Ba, từ vui tịch tĩnh niết bàn bậc nhất như bậc thánh phát khởi an trụ, đó là diệt tận đẳng trí. Bốn, đã đắc luật nghi không làm điều bất thiện, đó là quả dựng lưu. Năm, cực rốt giáo thanh tịnh tương tục, đó là a la hán và phật đại bí sô tăng làm thượng thủ. Như vậy gọi là tánh ruộng rộng lớn. Nếu đối với đây lấy tín thanh tịnh ân trọng thâm sâu, tâm thanh tịnh xả tài bảo, đây gọi là tánh tư duy rộng lớn. Nếu ở trong sanh đời trước đối với vật thực y phục mà người có được do thần ngữ ý, không gây chướng ngại, cũng không suy lượng, không phát khởi tâm nhiễm ô, phát khởi không gây chướng ngại tương tục, nên biết như vậy gọi là thanh tịnh tương tục. Nếu ở nơi ba chủng nhân duyên đây mà đầy đủ tất cả, nên biết nghiệp kia nhất định lãnh thọ hiện pháp, cũng lãnh thọ lúc còn sống, cũng lãnh thọ ở đời sau. Nếu trái ba chủng nhân duyên đây mà khởi nghiệp bất thiện, nên biết cũng thành nghiệp quyết định lãnh thọ ở hiện pháp, hoặc có một sát na nghiệp sanh cũng lãnh thọ ở hiện pháp, hoặc có một sát na nghiệp sanh cũng lãnh thọ ở hiện pháp, cũng lãnh thọ lúc còn sống, hoặc có một sát na nghiệp sanh lãnh thọ cả ba đời. Ví như một sợi tơ rất mảnh chỉ có thể buộc một cái hoa, không thể buộc thêm. Lại có sợi tơ có thể buộc hai cái hoa, không thể buộc thêm. Lại có sợi tơ có thể buộc nhiều cái hoa, đã buộc nhiều hoa lượng dây mới hết. Lại như dòng nước thứ nhất, lượng nước chảy rất ít, chỉ chảy qua một đoạn ngắn, rất nước chảy liền kiệt. Lại như dòng nước thứ hai, lượng nước chảy nhiều hơn một chút, chảy gấp hai lần đoạn trước, rất nước chảy mới kiệt. Lại như dòng nước thứ ba, lượng nước chảy rộng lớn, chảy qua một đoạn rất dài, sức nước chảy mới kiệt. Trong đây đạo lý các nghiệp sai khác nên biết cũng vậy. Lại nữa, 10 chủng nghiệp đạo bất thiện chỉ ở hệ buộc dục giới, cũng chỉ năng chiều cảm dị thuộc dục giới, nhiều ở đường ác, ít ở đường thiện. Lại lúc ở quả dự lưu thì nghiệp đường ác đều đã đoạn tận, hoặc các dị sanh ly dục thế gian, sanh ở các cõi trên thì tất cả nghiệp đường ác đều tiềm ẩn, mà chưa vĩnh viễn đoạn trừ. Hoặc quả bất hoàn thân vẫn còn trụ ở đây, hay sanh ở các cõi trên và các A-la-hán thì nghiệp bất thiện thảy đều rốt ráo đoạn trừ. Hoặc trừ Bồ-Tát đã chứng nhập ý lạc thanh tịnh tăng thượng địa thì tất cả nghiệp bất thiện đều rốt ráo đoạn trừ. Đây chỉ do lực ngăn chặn gìn giữ của không quên mất chánh niệm, chẳng phải do đắc địa hệ buộc phiền não. Lại tư duy đầy là nghiệp, chẳng phải nghiệp đạo. Ra sanh cho đến ỷ ngữ cũng là nghiệp, cũng là nghiệp đạo. Tham khỏe tà kiến là nghiệp, chẳng phải nghiệp đạo. Các nghiệp đạo đầy văn quyết trạch còn lại không hiển nói thêm. Sau Uất Đà Nam nói: tự tánh tướng rộng lược, phương tiện và nặng nhẹ, tăng giảm và du già, dẫn quả sanh quyết trạch. Như vậy đã thuyết quyết trạch về nghiệp đạo tạp nhiễm, nay ta sẽ thuyết quyết trạch về sanh tạp nhiễm. Như nghĩa sanh tạp nhiễm đã thuyết ở trước nên biết sanh đây được có 11 chủng. Một, sanh một hướng là, đó là một phần chư thiên. Hai, sanh một hướng khổ, đó là các chúng sanh ở địa ngục. Ba, sanh khổ lạc xen lẫn, đó là một phần chư thiên, người, quỷ, bảng sanh. Bốn, sanh không khổ không lạc, đó là một phần chư thiên. Năm, sanh một hướng không thành tịnh, đó là dị sanh ở dục giới. Sáu, sanh một hướng thành tịnh, đó là Bồ Tát đã chứng đắc tự tại. Bảy, sanh thành tịnh không thành tịnh, đó là dị sanh ở sắc giới, vô sắc giới. 8. Sanh không thành tịnh, xứ thanh tịnh, đó là sanh tại dục giới, pháp bát niết bàn, xứ yên ổn. 9. Sanh thành tịnh, xứ không thành tịnh, đó là dị sanh sanh ở sắc giới, vô sắc giới. 10. Sanh không thành tịnh, xứ không thành tịnh, đó là dị sanh sanh ở dục giới, không pháp bát niết bàn, hoặc giả sử có pháp bát niết bàn thì sanh trốn không yên ổn. 11. Sanh thanh tịnh, xứ thanh tịnh, đó là các bậc hữu học sanh ở sắc giới, vô sắc giới, chẳng phải dị sanh. Lại nữa, trong kinh nói, các người đêm dài tăng trưởng yết trá tư, hằng thường lãnh thọ giọt huyết. Những gì gọi là yết trá tư, đó là tham ái. Nói tham ái ấy là tên gọi sai khác của yết trá tư, lời đây hiển thị việc nhiếp thọ tập đế. Hằng thường lãnh thọ giọt huyết hiển thị việc nhiếp thọ khổ đế. Lại nữa, trong kinh Bà La Môn Dụ, Thế Tôn nương tận cùng của tạp nhiễm mà thuyết như vậy.
Có năm dạng người không phải cuồng mà tạo tác như cuồng. Những gì là năm? Một, kẻ chi ly như có kẻ phương tiện kiếm sống rất sung túc mà chỉ dùng chút ít phần nhỏ nhặt để tự nuôi sống thân. Đây là dạng người không phải cuồng mà tạo tác như cuồng thứ nhất. Hai, kẻ sàn tham như có kẻ do nhân duyên tham lam keo kiệt che lấp, đối với của cải vật thực thu được không dám ăn, không vui thích bố thí, trừ lúc mạng chung đột ngột phải xả bỏ tài sản. Đây là dạng người không phải cuồng mà tạo tác như cuồng thứ hai. Ba, kẻ thích sanh thiên, có chủng chủng phương tiện diệu hành của thân ngữ ý, năng là nhân chân chánh, sanh vào các cõi trời. Nhưng có kẻ kế chấp hư vọng điên đảo, cho việc nhảy vào nước lửa, gieo mình từ núi cao xuống tự hại thân mạng là nhân sanh các cõi trời. Đây là dạng người không phải cuồng mà tạo tác như cuồng thứ ba. Bốn, kẻ thích giải thoát, có phương tiện giải thoát chân chánh là tám thánh đạo tri, mà có kẻ kế chấp hư vọng cho việc tự não hại mình, tự bức bách mình hành trùng trùng khổ hạnh là nhân kiến giải thoát. Đây là dạng người không phải cuồng mà tạo tác như cuồng thứ tư. Năm, kẻ cảm thương người đã chết, có kẻ do nhân duyên người chết mà sanh ỉu não khóc than, đầu tóc rối bời, thân vật vã trên đất, tự hủy mình nhịn đói vì mong muốn người chết phải sống trở lại. Đây là dạng người không phải cuồng mà tạo tác như cuồng thứ năm. Lại thuyết kệ tụng: thế gian không nhất định, điên đảo cho là ngã, cha mẹ cùng vợ con, anh em bạn bè thầy, từ mẹ chuyển làm vợ, vợ lại làm vợ bé, vợ bé chuyển nô tỳ hoặc làm kẻ oan gia, từ cha chuyển làm con lại làm oán địch làm đứa ở hoặc làm con tôi tớ, từ vua chuyển làm thần, thần lại làm nghèo thiếu hoặc xóm làng hạ tiện núp lại ở kinh đô, từ làm bà la môn chuyển chuyển làm ba tánh hoặc lại chiên trà la hoặc lại nhà bán thịt ở vô lượng trăm ngàn kho kia nhiều na do, làm cha lại làm con, đến oan gia thầy thân như trong chúng huyễn sĩ hiện trùng trùng loại hình lưu truyền danh xứ khác, hiện nhiều thân cũng vậy, nhân duyên nghiệp phiền não khiến trùng trùng các hành lớp lớp liên chứa nhóm, sành khởi nhiều huyễn hóa, tuy gặp là các huyễn nhưng vô trí chướng ngăn, thường ở trong các hành tưởng đắm say không chán, đã tự mê huyễn rồi khóc thương than bụi đất, nơi chẳng nên yêu bi phát sành các bì não, để tan gọi thân thuộc trùng trùng tự yêu bi, vứt bỏ hành chánh pháp đưa tay mà gào khóc, xì kiều mạng quấy nhiễu luôn hành các phóng dật, chủng loại như vậy thảy nên biết rộng thuyết khắp. Lại nữa, trong kiếp đấu tranh có bốn quá thất: một, thọ mạng suy giảm; hai, an vui suy giảm; ba, công đức suy giảm; bốn, tất cả việc kết tưởng ở thế gian đều suy giảm. Lại nữa, trong kiếp đấu tranh các loại hữu tình tóm lược ở nơi tám chỗ xoay vần bất kể: một, bất kể chánh pháp; hai, bất kể danh dự tiếng tăm; ba, bất kể dòng tộc; bốn, bất kể những sự việc đáng thương xót; năm, bất kể bạn lành; sáu, bất kể người có đức; bảy, bất kể người có ân; tám, bất kể thần hữu. Hỏi như trước thuyết trong sành tạp nhiễm thì vô minh duyên hành cho đến sành duyên lão tử, do nói là nên biết nghĩa của 12 chi sai biệt, đó là vô minh. Đáp: lược do năm tướng: một, do tướng; hai, do tự tánh; ba, do nghiệp; bốn, do pháp; năm, do nhân quả. Hỏi những gì là tướng vô minh? Đáp: tướng tham sân mạn là tướng vô minh, tướng kế chấp ngã ngã sở, tướng không tạm không quý, tướng nhiều phóng dật, tướng tánh kém độn, tướng nhiều ngủ nghỉ, tướng tâm yêu sầu, tướng hết thảy trùng trùng ác nghiệp hiện hành, đây đều gọi là tướng vô minh. Hỏi những gì là tự tánh vô minh? Đáp: tướng trùng của tự tánh đầy như trước đã thuyết, này sẽ hiển thị tướng tự tánh sai biệt, hoặc có vô minh tùy miên, hoặc có vô minh hội ngộ, hoặc có vô minh đồng hành phiền não, hoặc có vô minh bất cộng độc hành, hoặc có vô minh tánh tầm che đậy, hoặc có vô minh phát nghiệp, hoặc vô minh không nhiễm ô, hoặc vô minh địa hổ thẹn, hoặc có vô minh bền chắc là sở hữu vô minh của kẻ không phát bát niết bàn. Hỏi những gì là nghiệp vô minh? Đáp: ở nơi nghĩa không hiện thấy mà sanh mê hoặc là nghiệp vô minh. Như vậy, ở nơi nghĩa hiện thấy, nghĩa thấp kém, nghĩa trung bình, nghĩa thắng diệu, nghĩa lợi ích, nghĩa không lợi ích, nghĩa chân thật, nghĩa tà, nghĩa nhân, nghĩa quả mà sanh mê hoặc là nghiệp vô minh. Lại nữa, có 10 chủng hữu tình ngu si thống nhất toàn bộ ngu si của các loại hữu tình: một, ngu si khiếm khuyết; hai, ngu si cuồng loạn; ba, ngu si tán loạn; bốn, ngu si tự tánh;
5 ngũ xì chấp trước, 6 ngũ xì mề loạn, 7 ngũ xì kiên cố, 8 ngũ xì tăng thượng, 9 ngũ xì không phân biệt rõ, 10 ngũ xì hiện thấy, ngũ xì khiếm khuyết như có người, hoặc mắt không đầy đủ, hoặc tai không đầy đủ, ở nơi mắt nhận biết sắc, ở nơi tai nghe âm thanh, ở nơi tất cả cảnh giới như vậy, mắt tai đều không thể lãnh nhận rõ ràng, nên gọi là ngũ xì. Ngũ xì cuồng loạn như có người hoặc gặp việc bức bách, hoặc gặp khổ lớn, hoặc lâm phải trọng bệnh, hoặc bị đau đớn bức thiết, hoặc có bệnh điên động kinh khiến tâm cuồng loạn, do đây không rõ việc thiện việc ác cho nên gọi là ngũ xì. Ngũ xì tán loạn như có người tâm tán loạn về cảnh khác lạ, không thể hiểu được việc thiện việc ác cho nên gọi là ngũ xì. Ngũ xì tự tánh như có người từ vô thủy sanh tử đến nay không hiểu biết tự tánh khổ tập diệt đạo, không hiểu biết chúng sanh vô ngã, pháp vô ngã cho nên gọi là ngũ xì. Ngũ xì chấp trước như có người rơi trong ngoại đạo ở nơi thân kiến mà cho là gốc, ở trong các kiến thú khác không thể rõ biết cho nên gọi là ngũ xì. Ngũ xì mê loạn như có người hoặc lầm loạn danh tưởng, hoặc lầm loạn hình tượng, hoặc lầm loạn sắc tướng, hoặc lầm loạn nghiệp dụng, ở nơi các pháp xứ lầm loạn mà không rõ biết cho nên gọi là ngũ xì. Ngũ xì kiên cố như có người cho là rốt ráo, không có pháp bát niết bàn, tự tánh sở hữu ngũ xì bền chắc cho đến chư Phật cũng chẳng thể cứu cho nên gọi là ngũ xì. Ngũ xì tăng thượng như có người tập quen làm các tà hạnh không gián đoạn, nhân các tà hành đây phát sanh nên chịu sự bức bách của các thứ khổ, tuy thấy biết mà cố theo đuổi hướng đến vui đắm hí luận, lại có kẻ tham hành cũng gọi là ngũ xì tăng thượng. Ngũ xì không phân biệt rõ như có người vì không nghe không nghĩ không tụ tập ở nơi pháp nghĩa chẳng thể hiểu rõ cho nên gọi là ngũ xì. Ngũ xì hiện thấy như có người hiện thấy các hành thảy đều vô thường mà khởi tưởng thường, hiện thấy đều khổ mà khởi tưởng vui, hiện thấy bất tịnh mà khởi tưởng tịnh, hiện thấy vô ngã mà khởi tưởng ngã, hiện thấy pháp già pháp bệnh pháp chết mà khởi tưởng an ổn, tưởng không bức não. Lại nữa, vô minh đầy năng làm chướng ngại năm xứ: một, năng chướng ngại trí vui chân thật; hai, năng chướng ngại trong việc đoạn diệt phiền não; ba, năng chướng ngại thành tựu viên mãn thánh đạo; bốn, năng chướng ngại hướng đến cõi thiện; năm, hiện pháp năng chướng ngại các việc kiết tưởng của thế gian. Hỏi: những gì gọi là pháp vô minh? Đáp: hoặc do vô minh nên đọa trong đường vô minh gọi là vô minh ngu si, hoặc không phải si gây nhiễu, không phải si cấu, không phải si làm mê hoặc, đó là trụ vô minh tùy miên, hoặc có ngu si là si gây nhiễu, không phải si cấu, không phải si làm mê hoặc, đó là do vô minh nhất thuộc triền, hoặc có ngu si là si gây nhiễu, là si cấu, không phải si làm mê hoặc, đó là do vô minh phát khởi nghiệp, đã phát nghiệp ác rồi, sanh khổ thẹn ở nơi ác hạnh đây, hoặc có ngu si là si gây nhiễu, là si cấu, là si làm mê hoặc, đó là nhân vô minh, khiến phát khởi trùng trùng nghiệp ác bất thiện, không biết hổ thẹn ở nơi ác hạnh đây, trong đầy bao trùng trước gọi là ngu si, đã trong cõi vô minh nhưng không gọi là kẻ si. Do một trùng sau gọi là kẻ si, hoặc có pháp vô minh tối tăm, đó là ở dục giới, hoặc có pháp vô minh hồn muội, đó là ở sắc giới, hoặc có pháp vô minh bị che khuất, đó là ở vô sắc giới. Hỏi: những gì gọi là nhân quả vô minh? Đáp: nhân như phần bản địa đã thuyết, quả tức là tất cả tri hữu phía sau, lại ở nơi trần như và nghĩa các đế không thể hiểu rõ, hoặc do dự hoặc sanh quyết định tà, cũng có nghĩa là ở nơi lý thánh đế hoặc tăng hoặc giảm, vì điên đảo chấp trước vô thường, hoặc vì tăng thượng mạng, hoặc vì tự khinh miệt, phần quyết trải các chi còn lại không hiểm nói thêm. Lại nữa, như Thế Tôn nói, nhãn là nhân, sắc là duyên, nên nhãn thức sanh, cho đến thân là nhân, xúc là duyên nên thân thức được sanh. Lại thuyết, xúc là duyên thọ, lại thuyết năng sanh tác ý là nhân sanh khiến thức sanh. Trong đây không phải nhãn là nhân sanh nhãn thức, cũng không phải xúc là nhân sanh thọ, cũng không phải năng sanh tác ý là nhân sanh khỏi thức sở sanh. Chỉ do tự chủng tử của mỗi một pháp là nhân sanh của chính nó, cớ sao trong đầy thuyết nhãn là nhân của nhãn thức? Nên biết, đầy nương nhiếp thuộc câu hữu y mà theo đó thuyết nhân dẫn pháp không phải nhân sanh khỏi. Vì cớ sao? Do câu hữu nhãn căn làm chỗ nương, nên cảnh kia kia của các nhãn thức chuyển, chẳng phải không có chỗ nương. Như vậy, do cầu hữu xúc làm chỗ nương nên có các thọ chuyển, chẳng phải không chỗ nương. Do cầu hữu năng sanh tác ý làm chỗ nương mà thức sở sanh chuyển, chẳng phải không chỗ nương. Cho nên Thế Tôn ở nơi các xứ đây nương nhiếp thuộc cầu hữu y
mà theo đó thuyết nhân dẫn phát chẳng phải nhân sanh khởi hoặc nhân trợ bạn mà thuyết. Vì cớ sao? Chẳng phải nhãn đã diệt năng làm chỗ nương cho nhãn thức đã sanh. Nhĩ cũng vậy, chẳng phải xúc đã diệt năng làm chỗ nương cho thọ đã sanh. Chẳng phải năng tác ý đã diệt năng làm chỗ nương cho thức sở sanh đã sanh. Lại nữa, lược có bốn thứ lớp chuyển khởi: một, dẫn dắt thứ lớp; hai, sanh khởi thứ lớp; ba, thọ dụng cảnh giới thứ lớp; bốn, thọ dụng khổ thứ lớp. Vô minh duyên hành, hành duyên thức là dẫn dắt thứ lớp. Thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục xứ là sanh khởi thứ lớp. Lục xứ duyên xúc, xúc duyên thọ là sanh khởi đã thọ dụng cảnh giới thứ lớp. Thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử là thọ dụng khổ thứ lớp. Ở xứ đây, văn quyết trạch phần còn lại không hiển nói thêm.